theo chỉ mang tính chất giải trí và không cổ suý cho những hành động xấu và đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Phong Cần TV ơi, cho tôi hỏi cái, ông có học giỏi không vợ? Trời ơi, tôi học giỏi nhất cái trường này luôn á, bà hỏi gì kỳ vậy? Nghe ghê chứ vợ, còn tôi lúc nào cũng nghe lời thầy cô, lúc nào cũng làm bài tập hết trơn á. Làm sao hơn tôi được? Ôi tôi không chỉ làm bài tập cho một mình tôi làm bài tập cho mấy bạn trong lớp luôn á trời. Tôi qua bên trường kế bên tôi làm bài tập cho trường kế bên luôn. Trời cái gì mà dưỡng cái gì vậy trời, cái gì mà ghê dữ vậy? Chưa kể nha là tôi á, từ trước giờ nha, tôi chưa bao giờ sai phạm bất cứ cái việc gì hết, kể cả việc đi học trễ, cũng chưa bao giờ đi học trễ luôn, nghe ghê không? Trời ơi. Nghe ghê dữ ta. Còn tôi hả, tôi thì trời ơi, tôi bị đi học muộn nên bây giờ phải đứng đằng sau để đứng phạt nè. Trời ơi, bị phạt, trời cái đồ bị phạt. Hôm nay cái đồng hồ tôi nó bị hư nên bây giờ tôi đi học muộn thầy phạt. Thôi đừng xạo, không có tin được mấy người mà lúc nào cũng bảo là đồng hồ hư kiểu tàu lao. Ôi, xạo này là bà thức bà chơi game gì. Trời ơi trời, còn ông sao ông bảo ông không bị phạt tại vì đi muộn mà tại sao ông lại đứng bằng tôi? Có nghĩa là ông cũng gọi là muộn giống tôi thôi, mày đặt nó chưa bao giờ bị phạt. Trời ơi xạo nè. Nói là cho biết nha, tôi thì tôi không bị phạt bởi vì đi muộn nha, tôi bị phạt bởi vì lý do khác. Ủa lý do gì ta? Tôi bị phạt á là bởi vì là tôi hỏi thầy có một cái bài nhạc rất là hay, tôi hỏi thầy mà thầy không trả lời cho nên là thầy phạt tôi. Ủa cái gì vậy? Hỏi bình thường mà học sinh hỏi giáo viên thì rất bình thường mà có gì đâu bị phạt đúng không? Ủa hỏi gì mà thầy bị phạt vậy? Tôi hỏi là thầy ơi, thầy có biết ông Lần không? Ông Lần á, từ từ tôi nghĩ coi. Ông Lần lông nào? Ủa mà mấy ông Lần lông nào? Đừng quên của mình nha. Ủa mà ông Lần lông nào mà đến nỗi thầy phạt ông vậy? Hả? Ủa bà không biết ông Lần hả? Ông Lần là ai? Sao tôi biết? Ủa ông Lần là ai vậy? Lần đầu tiên trái thanh long có trong bị tôm. Lần đầu tiên trái thanh long mang theo lời hát. Đó tôi nói vậy xong thầy phạt tôi luôn. Trời đất ơi, ông hát vậy mà thầy ông phạt thì thôi ông chịu, tôi chịu thua ông luôn á. Ông cứ từ mệt coi luôn á, tự nhiên hát vậy là thầy phạt đúng rồi, tôi phạt cho ông suốt đời luôn nè. Mệt ghê. Ủa từ, hình như mà đứng đây lâu ơi lâu mà sao thầy không có cho mình về nhà ta, hình như đến tối rồi Phong ơi. Thầy ngủ luôn kìa, từ nãy tôi không nói thôi chứ thầy ngủ mất tiêu luôn kìa. Trời đất ơi, mình bắt mình đợi đến tối này về nhà ba má lo thôi. Bây giờ Phong ơi, bây giờ mình hỏi thầy, mình đứng đây lâu quá trời lâu rồi, bây giờ hết tiếc rồi, bây giờ hỏi thầy đi. Thầy còn ngủ nào quá thầy ơi, tụi em về được chứ giờ thầy. Thầy ơi. Ủa trời. Thầy ơi. Ủa thầy. Có cho bọn em về được không này? Thầy dậy rồi, thầy dậy rồi. Tại sao bà lại đánh thức? Ủa thì tại vì bây giờ tối rồi em đánh thức thầy thôi. Thầy cho em về được không ạ? Tôi đã ngồi ở đây được 4 giờ rồi. Tôi không quan tâm, hãy thảo luận với hiệu trưởng. Trời ơi trời, nhưng hãy để tôi ngủ là cái gì? Trời đất ơi Phong ơi, bây giờ thầy không cho mình về. Thầy kỳ với thầy là người phạt bọn em thì bây giờ thầy phải cho bọn em đi về chứ, tự nhiên thầy kêu ra gặp thầy hiệu trưởng. Thôi ra gặp thầy hiệu trưởng mới vô mới được. Trời ơi trời, ra gặp thầy hiệu trưởng luôn, cái gì kỳ cục kèo vậy sao? Mệt ghê luôn rồi bây giờ. Ồ trời đất ơi Phong ơi, mình vô lộn trường không vậy? Đây phải trường. Ủa? Mình không? Thầy ơi, thầy kêu em ra gặp thầy hiệu trưởng mà thầy lấp bảy lum la vậy sao ra gặp thầy ơi? Trời ơi, thế chứ thầy ghét mình các bạn ơi, thầy không cho mình về bình thường, mình về cách bình dương các bạn ơi, lấp bảy cho mình đi. Ôi trời ơi, Phong cận si cà que rồi kìa. Ông đi cẩn thận kìa, cái bẫy nó gai nhọn lắm. Ôi trời, tính ra về nhà cũng khó quá Phong à. Bị phạt cái này đúng khổ luôn ơi, lần sau mà sẽ cũng mình đè xuống một cái thôi là coi như là mất luôn hai ngón chân luôn. Trời ơi trời, để xem coi. Còn cái gì đây, dụng nước á. Sao? Ủa sao cái dụng nước này đụng vô cũng té vậy? À bị dắp chân, bị dắp chân té cắm đầu. Dắp chân té. Ủa mà trường mình sao kỳ vậy? Cô lo công đâu không lâu mà để nước nó chảy tè 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 le. Trời, không biết luôn à. Đây, chắc kiểu này là do mấy bạn tôi chật nhật đấy bạn. Bây giờ mình lên mình máng vốn, mình nên lên mình để mình máng vốn thầy hiệu trưởng hiểu không? Thì lúc đó thầy hiệu trưởng sẽ phạt cô lao công, bởi vì cô lao công đã gọi là không chịu lau dọn. Thầy hiệu trưởng kìa. Thầy hiệu trưởng kìa. Ủa, thầy hiệu trưởng giống quả táo vậy? Thầy giống cây ron, giống quả táo gì? Được rồi, chúng ta có đồ ăn ngày nào. Ủa gì kỳ vậy, tới hỏi thầy hiệu trưởng nói gì vậy, đi ăn hả? Xin lỗi, thưa thầy, em đang định hỏi là em có thể về nào về rồi chạm giam là cái gì? Trời ơi, có thể về nhà được không thầy? Trời ơi, vì tụi em đứng đây lâu quá, tụi em về nhà tụi em nhớ ba nhớ mẹ quá thầy ơi. Không ai được rời khỏi trại giam mà còn sống. Ủa là sao Phong? Ủa gì vậy? Trời ơi trời, bây giờ bắt mình không sống mình mới được rời hả? Cái gì thầy ác trời? Thầy hiệu trưởng này không phải thầy của mình rồi Phong ơi, như ai á? Trời, cái gì vậy trời? Rốt cuộc giờ sao? Bây giờ không cho mình về nhà thì giờ sao đây? Cái gì vậy? Bây giờ mình phải làm sao để thoát khỏi chỗ này? Ủa ông đâu rồi Phong? Ông bỏ tôi về rồi à Phong ơi? Ông đâu rồi? Tôi nói chuyện thầy hiệu trưởng xong, thầy hiệu trưởng kêu tôi đi qua bên đây là chỗ nào, tôi đi mất tiêu rồi. Trời ơi, hình như là bây giờ có cái nút này nhấn nè.
đây, những cái nút ở đây. Có cái đường dây này hình như nó rắc mình làm sao để có thể lên được đây nè. Đó, mấy cái hộp này nè, bây giờ làm sao để hiện mấy cái hộp này lên nè. Ồ, bây giờ phải lắp điện vô hả? Trời ơi, khó dữ. Tại đây có nút chỉ nè, này, cách cái này vô. À, mình lấy một cái cột này xong mình cầm mình đẹo bỏ ra đây. À, hiểu rồi. Bây giờ mình sẽ lấy cái chồng giấy mình bỏ đây Phong ơi. Phong đâu rồi? Đây, để tôi không biết nữa, thầy hiệu trưởng dẫn tôi ra bên cái phòng gì bên đây. Phòng bên đây là phòng hóa học nè, cái gì mà có mấy cái lọ thuốc gì bên đây nè, không biết hả? Ủa cái gì phòng hóa học? Ủa bây giờ ông với tôi khác phòng nhau mà, cái gì khó khăn chứ vậy? Gì kỳ vậy? Chờ tôi xíu, để mấy cái này nè. Trời ơi, mấy cái thùng giấy nè, bây giờ tôi phải đặt mấy cái thùng giấy này tôi mới qua được một, hiểu không? Đó, chờ tôi một xíu. Đây, rồi bên này còn thùng cuối đây. Trời ơi trời, tao nói muốn về nhà đâu có dễ đâu các bạn. Thôi mà cái đây chắc chắn không phải là trường bình thường các bạn ơi. Trường Bình Dương. Trời ơi, cái gì đâu mà khó vậy. Sao đây cái chồng giấy cuối cùng. Ê, trời ơi, đây là bài tập về nhà hả? Trời ơi, từ, có khi nào chúng ta đang bị lạc vào trong một cái thử thách hay là một cái thí nghiệm gì đó của nhà trường, thầy gọi là bắt mình ở đây không? Hay biết đâu, tôi đang đứng ở trong góc nào nè, tôi không ra đâu, tôi đang ở trong cái cổng nè. Ê, mà quan trọng là cái này phải trường mình không vậy? Ai biết đâu trường mình, có thấy lạ lắm, trường gì đâu mà có quá trời. Ở đây cũng có dao đó bạn ơi, trong ống cũng có dao, nghe sợ vậy. Đây, tôi thấy rồi. Ui, có một cái chấm, đạp chấm vô. Rồi, để xem coi có gì không. Ui, đây rồi, trời ơi, tôi thấy được cái hình. 1 cộng 1 bằng 5, 5 cộng 5 bằng 19, 19 cộng 19 bằng 200. Ông học cái gì vậy nghe, toàn ba dấu tròn, dấu vuông trên này. Tôi đây, Phong ơi, tôi qua được rồi. Trời ơi, tôi qua rồi. Ủa, bà qua hả? Ừ, cái gì vậy? Hoàn thành phương trình trên bảng bằng cách trộn các loại thuốc cùng trong bát. À, là bây giờ mình phải làm thuốc hả? Rồi mình trộn cái gì đây? Nhau. Thuốc màu xanh cộng thêm một viên đá cộng thêm một cái bình oxy. Ủa cái viên đá ở đâu ta? Từ từ, bây giờ mình phải làm được cái thuốc màu vàng nè, từ. Dạ nè, mình lấy cái thuốc màu xanh nè. Mình trộn trong cái nước cái thuốc màu trắng, đó xong mình bỏ thêm cái nước này vô, hiểu không? Bây giờ nước màu xanh đây, nước màu vàng, có nước màu vàng đây, nước màu vàng. Rồi, đây, bỏ nước màu xanh vô đây nè, đó, bỏ nước màu xanh vô xong rồi. Bây giờ bỏ thêm cái gì ta, cái màu trắng đó là cái gì trời? Đó, màu vàng, à, màu xanh. Cái màu trắng đó là giấy. Giấy đi toilet. Cái gì vậy? Trời ơi, khối rậm vậy. Ê, nước màu xanh ông lấy đâu vậy? Nước màu xanh lấy đâu vậy? Trong đây nè bà nội, trong đây nguyên đầy, trong đây bà không thấy à? Đâu, à đây, tôi bị cận, đây, nước màu xanh. Cho thêm một cái bình cứu hỏa. Ủa cái thứ hai gì, có thêm bình cứu hỏa vậy? Bình chữa cháy, cái bình chữa cháy đâu ra vậy? Ô, tôi được cái bình thuốc rồi nè. Đâu, bình chữa cháy lấy đâu vậy? Tôi tìm ra, à đây. Ủa, chủ cái bà này thiệt luôn, bà không chịu nhìn, bà cứ hỏi tôi hoài. Thì tôi hỏi ông, tôi biết đường chứ, đây trộn cái bình chữa cháy vô ra cái gì đây. Rồi, ui có cái thứ màu hồng. Là bỏ vô đây sao à, nè. Bỏ vô đây, mình nấu thuốc lên, nó thuốc vô nấu. Đó, rồi. Trời ơi, đổ ơi, trời. Wow, bên dưới này có nguyên một, trời cái hầm luôn. Ủa gì vậy, thầy hiệu trưởng kìa. Ui, thầy hiệu trưởng đang tắm hả? Ủa gì vậy, tự nhiên xuống đây thì gặp thầy hiệu trưởng đang tắm gì thấy ghê vậy. Trời ơi, em không có nhu cầu nhìn thầy hoặc hơn cái đầu bà. Ủa? Tắm cái đầu bà, thầy hiệu trưởng đang uống cái thuốc kìa sao kìa. Thôi, trốn đi, nấp vào tủ để tìm chìa khóa. Ui, nấp vào tủ tìm chìa khóa không ơi, bây giờ đi tìm chìa khóa nè. Đây, mở tủ ra, không có. Đây, trời ơi, quá trời tủ luôn các bạn ơi. Bây giờ phải tìm chìa khóa thoát khỏi chỗ này chứ không thầy hiệu trưởng nhà mình không bình thường đâu. Nhìn thấy sợ sao á. Đây, cứ mở hết tất cả tủ ra là biết liền. Đó. À đây, đâu. Bên đây. Đâu, tôi có thấy gì đâu, hình như là ông với tôi khác chỗ nhau, không thấy đường nè, nó khác nè. Ủa, chìa khóa tôi tìm ra vậy? Bà mở hết tất cả cái tủ ra. Đây, tôi thấy chìa khóa rồi. Rồi tôi nhặt rồi, giờ sao nữa? Qua đây nè. Đây, rồi. Quá đơn giản, bạn không có gì hết trơn. Rồi cái gì vậy? Trời ơi, trong tre, người ta. Trong tre kìa. Doraemon ơi, trong tre. An. Cái trong tre này đạp. Mô hình thầy hiệu trưởng. Cái gì mà ai fan cuồng thầy hay mua này gì để trở thành thầy hiệu trưởng độc ác, bạn sẽ có cái này. Hình như là thầy ăn trái ác quỷ hay sao á, thầy biến thành người cao su. Trời ơi, nhưng mà bây giờ ra. Muốn trở thành thầy hiệu trưởng độc ác thì bạn phải tốn 699 Robux nha. Mình không có nhu cầu bạn ơi, mình đang đẹp dễ thương này tự nhiên biến thành thầy hiệu trưởng độc ác, không được các bạn ơi, không chịu đâu. Tôi bình thường. Ủa làm sao qua vậy? Ủa sao không qua được vậy? Đây, bà bước vô cái tấm kia là qua được rồi. Ủa cái này là gì đây? Đặt 8 cách đi, một cách chính xác là sao? Là mình xoay mà. Mình xoay mấy cái này nè, mình xoay cái này cho nó thẳng lại nè. Đây, trời ơi, vô đây là vừa học vừa trốn khỏi lớp, vừa học vật lý luôn hay không? Bà kêu cái này là môn vật lý à? Ủa điện nó có lớp vật lý không? Điện thấy không? Có, trời ơi. Đây rồi, ok. Ủa xong nhanh vậy, đợi tôi với, đừng bỏ tôi chứ. Cửa mở rồi, Sam ơi, qua đây nha Sam ơi. Cửa mở rồi. Rồi, trời ơi, bây giờ qua học thể dục hả? Rồi, bây giờ mình đi qua bên kia.
Cái gì? Trời ơi sao? Ủa là cái này là axit à? Trời, cái này là axit em ơi. Trời ơi trời, chứ cái gì nữa? Ông sáng này cho ăn sáng không? Cái gì hồi chừng là ông té, tôi không té miếng nào luôn. Yeah. Ủa cái này khó nè, này khó nè, cái này trơn nè, khó nè. Hơi. Trơn, cẩn thận. Sao sao? Hồi đó tôi học thể dục hơi bị giỏi. Hồi đó ông đá cầu lông nhiều việc thì nhiều điểm không? Tôi à, ngày xưa là tôi là thánh đá cầu lông của lớp luôn. Tôi đá được tận 2 trái luôn á, ghê không? Trời ơi, nhiều dữ ha, tôi đá 20 trái mà. Nhưng mà khoan, từ từ. Đó chỉ là môn đá cầu lông thôi. Ngày xưa trường của tôi á là có môn chạy bộ, bà hiểu không? Chạy bền đó. Mà ngày xưa nha, tôi học môn chạy bền á là tôi gọi là được top 2 cơ. Chân dài các bạn ơi, chân dài flexing đó. Top 2 nhưng mà top 2 từ dưới đem lên. Trời, flexing mà flexing chưa đủ, bạn ấy quay mà khoe lộ người đó. Rồi bây giờ làm gì đây? Ôi, không biết thang máy gì. Hình như là mình đi qua đây hả? Ủa không phải. Chưa nó đang lên tầng, nó đang lên tầng 3 tầng 4 nè. Trời ơi, trường này 4 tầng luôn. Ôi, cái gì? Thang máy bị sập ơi. Trời ơi, điều gì nó xảy ra vậy? Thang máy của bạn bị kẹt, làm thế nào? Thôi, để tôi bấm nút SOS. Thôi, bây giờ phải đứng vào nút SOS đúng không? Đây. Ôi, có cọng dây nè Sam ơi. Ui, cọng dây rồi, may quá. Đây, cảm ơn, có người cứu. Từ, cọng dây mắc cái đầu tôi, to quá. Đây, leo đây, rồi, nhảy xuống. Đó, may quá, có dây mà bạn ơi. Lên dễ sợ luôn mà không lịch đi luôn. Nhảy qua bên đây hả? Ok, nhảy qua đây. Ôi, nó có giống mũi tên nó chỉ mình luôn nè Sam. Đúng không? Chứ bây giờ mà không có hướng dẫn làm sao mình ra. Nhảy qua đây. Đây, rồi. Trời ơi. Ê, cái trường này tôi công nhận nha, cái đường hệ thống điên nó nhiều, nó phức tạp dễ sợ luôn. Thì tệ là quê đúng luôn ạ. Tệ là quê, quê ăn Tết luôn. Sam ơi, Sam chạm quá, Sam nhanh lên xíu thôi. Hiệu trưởng bắt bọn mình lại, hiệu trưởng cho mình ăn trái ác quỷ rồi mình biết thành người cao su giống thầy luôn á. Tôi sợ lắm bà, tôi về đây, tôi muốn làm người bình thường, chứ tôi muốn làm trái ác quỷ bạn ơi. Tôi á là bình thường, tôi đã mập rồi, tôi đã tròn rồi, giờ thầy cho tôi ăn trái rồi, xong tôi thành trái banh luôn. Trời ơi, đây. Đó. Ui, ở chỗ này có bán một khẩu súng với giá 399 đô bất. Nghèo quá, không có tiền mua. Tôi có tiền đâu. Sáng mẹ cho 10.000 sáng, bây giờ mà còn 399 sao. Cái gì vậy? Ui, cái gì vậy? Sao tôi thua vậy? Ơi, có ông nào đứng bên kia sao kìa? Đâu biết nữa, thôi. Ê, vào cái phòng này bắt đầu càng ngày nhưng mà nó càng khó bạn ơi. Cái trường này càng ngày càng ghê á. Rồi nó tắt điện luôn kìa. Ủa mà tại sao bọn mình phải thoát ra khỏi chỗ này ra? Đến ra đây là trường học của mình mà. Trời ơi, trường học của trời. Ui, cái gì vậy trời ơi, tôi nói rồi, thầy cho mình đến khuya luôn. Đây là cái trường đó, nó tắt đèn hết trơn rồi, sợ quá à. Hãy kiếm một cái chìa khóa trong cafeteria. Ôi, kiếm trời ơi, tôi thui làm sao tôi thấy được trời ơi. Cũng ít quá quá ha. Chìa khóa khi nào để đâu, trong tủ không? Ủa mày. Đây, tôi nghĩ chìa khóa ở trong mấy cái phần ăn này mấy bạn ơi. Đó. Ủa khóa. Là mình ăn hả? Mình ăn để mình kiếm chìa khóa à? Tôi thấy chìa khóa rồi, chính bạn ơi. Thấy không? Thấy tôi không? Đây, tôi đang nhảy nè. Chìa khóa đây nè. Thấy chưa? Thấy. Rồi, lấm cái chìa khóa rồi, ok. Trời, ui, từ từ đâu kia, cái phòng gì đỏ thấy ghê vậy? Để xem coi. Với màn này tụi mình thoát một cách đơn giản luôn các bạn. Ủa, cái phòng nào vậy? Ủa? Tôi biết rồi, cái này là mình phải nhảy qua những cái bánh pizza nè, không được chạm vô nước, để mình qua bên kia mình bấm mấy cái nút, phải không? Trời ơi, đây hình như là phòng bếp hay sao, phòng bếp, mình kích mấy cái này đúng không? Đây, cái nút này rồi, ok. Trời ơi trời, đang đói mà thèm đồ ăn ngang luôn bạn ơi, không được té nha, không được té nha. Đây, sách vở rồi đó, sách vở đây kê đầu rồi đó, thông minh là bây giờ. Đây rồi, ok, nhấn lên. Ôi, tôi cũng đang đói bụng mà, hay là bây giờ nha, tôi nhường cho Sam, giờ Sam nhường tôi hết bánh kẹo đây đi, tôi sẽ nhường cho Sam bình cứu hỏa, Sam đi ăn bình cứu hỏa đi. Không, ai ăn bình cứu hỏa không, không ăn được không, ăn mấy cách nào. Ủa được sao không được, cẩm bình cứu hỏa. Cẩm bình cứu hỏa. Xong xong đóng băng luôn. Cái thằng răng nó bây giờ nó đang bằng kè, nó thằng trắng sáng luôn bạn, tại vì nó băng á. Cái này là tôi giỡn thôi nha các bạn, mấy bạn đừng làm nha các bạn. Trời, mấy bạn làm xong cái xong luôn á. Trời, bạn mắng dấu phong nữa, mấy bạn đừng làm heo nha. Rồi cái bình cứu hỏa nè các bạn. Ăn không, tôi xịt cho miếng nè, cho trắng răng. Trời ơi, ông cũng ăn hả? Trời ơi, nói dữ vậy. Bắt qua ta từ nãy tôi mất 4 tim rồi đó. Trời ơi, ui, có tim bạn ơi, trời ơi. Ôi vậy là tí nè, bây giờ mình có chiến đấu với ai không vợ? Tôi nghi ngờ ngay, tôi tự nhiên có tim nè. Tôi chưa rớt một miếng tim nào luôn không ơi. Đó, bây giờ tôi mất 4 tim rồi. Trời ơi, học sinh giỏi dữ cỡ nào, nói học là thể dục dữ ha, mà chơi mà rớt quá trời rớt là sao bạn? Ui, có cọng dây. Làm xong nhiệm vụ, dưới ông quả nó rớt xuống một cái cọng dây. Rồi chưa mấy bạn ơi, làm xong nhiệm vụ cái là có cọng dây liền, ông xong chưa? Rồi tôi lên trước nha. À, Noel leo đây hả? Trời ơi. Ủa sao té rồi? Ủa mạng mới, tìm đường qua chất thải độc. Cái gì vậy trời ơi? Ê, cái chỗ nào vậy? Ôi yêu, mấy cái lạ
axit nha Phong ơi, chạm vô là đi luôn á. Một đi không trở lại. Thang ui, từ từ không được chạm mấy cái này, không chạm mấy cái này. Phong ơi, đi tôi. Tôi có lấy cái mỡ bụng của tôi in lên cho nó ốm lại được không ta? Trời ơi thôi, tàu lao mới lao Phong ơi. Khổ ghê luôn à. Đây đây các bạn thấy không? Hình như bên này nè, thầy hiệu trưởng nè, có bức tranh của thầy hiệu trưởng nè. Trời ơi trời, cái gì? Trời ơi thầy, bức tranh của thầy để tôi xem quay thầy này sao? Ủa sao mặt nhìn dữ vậy? Trời ơi. Ui, thầy hiệu trưởng có năng nanh kìa, hình như thầy hiệu trưởng là ma cà rồng. Tôi nói rồi, đây là thầy hiệu trưởng xấu xa. Bạn đang nghĩ bạn có thể trốn. Ui, đừng quên tôi đang theo dõi các bạn. Thấy chưa các bạn, ông này là ông này lắc camera. Ông thầy lắc camera quanh khu trường rồi. Trời ơi trời, tôi nghĩ chắc chắn các bạn ơi, chắc chắn 100% đây là thầy hiệu trưởng xấu xa, không phải là thầy hiệu trưởng tốt các bạn ơi. Không thể nào một thầy hiệu trưởng mà để học sinh mình có thể vượt qua những cái ải này còn bắt tụi mình ở trong lớp nữa chứ. Chắc chắn đây thầy hiệu trưởng xấu xa, bây giờ mình phải tìm cách thoát khỏi chỗ này thôi. Ủa Phong ơi làm sao đây, đây đúng rồi. Đi hướng này chứ, mình đi đây sao? Tào lao đi bên này nè bà nội, bà không biết bà còn chỉ nữa. Thì người ta đúng kẹo là không biết đường mà khóa chỉ à. Không biết đường mà khóa chỉ, từ. Không bên kia à, mà. Nhầm ơi, phải đi đường bên này vòng quá. Trời ơi, không biết đường mà khóa chỉ quá ha. Hay lạc đường mà hay bà chỉ. Bà mới là không biết đường á. Trời ơi, tôi đó tôi đi hướng này rồi không chịu, nghe tôi. Ôi, bên này là đi sao? Từ từ đi cẩn thận cái này nha. Tôi sợ lắm. Đó, rồi đi qua đây các bạn. Cái gì đây? Rớt dưới. Ôi, kia bên dưới là một cái hồ bơi axit. Ôi, nó rùng lắm mấy bạn ơi. Dưới kia là khóa trời luôn. Sợ quá hả? Cái trường gì đâu u ám dễ sợ luôn à. Rồi, ui, té xuống đây. Ê, Sam ơi, bên dưới đây có cái hầm bí mật nè, Sam ơi. Cái gì đây? Đây là cái chỗ nào vậy? Để tôi xem coi. Đây là cái thùng kho của trường nè. Ủa, cái nút này nhấn gì không? Nhấn được không? Nhấn nút nè. Hình như là có, bấm vô cái nút này để làm gì á. Bấm thử coi. Ôi, nó mở cửa đây nè. Bây giờ mình phải tìm cái thùng nè mình. Ủa đây là cái ăn đồ nè, ông nhìn hiểu gì trơn không? Tôi nhìn không hiểu gì trơn nè Phong ơi, cái đường đi nè. Ủa bấm vô nó ra cái cầu thang nè. Ủa đâu? À đây ra cầu thang. Đây giờ có cầu thang leo. Ủa mà sao tiền bấm vô nó ra cầu thang ta, sao cho tôi giống bủ bối thần kỳ của Doraemon vậy? Ai biết đâu. Rồi. Ê, dấu chân. Rồi dấu chân. Từ để ướt thử coi. Chắc chắn đây không phải dấu chân của tôi, tại vì dấu chân tôi nhỏ hơn. Ông ra ông thử đi cái dép ông bự á, cái dép ông bự á. Cái dép nó bự mà đâu bự bằng chân này đâu. Rồi tôi đi, ông tôi sợ lạc đường lắm. Để tôi đi coi. À, tìm lối ra của hệ thống thông gió. À bây giờ thì tìm ra đường. Đây. Rồi. Trời ơi cái ống thông gió. Sao bà ông đi mình bày theo tôi làm gì? Tôi sợ tôi đi tôi. Ông còn bảo. À đây đây. Thấy rồi. Chưa. Không cần đúng thay cho bạn. Quá đỉnh. Mấy trò mê cung này tôi là hơi bị đỉnh đấy. Trời ơi còn tôi gà mê cung mấy bạn ơi, hay bị lạc đường mà còn vô mê cung nữa. Rồi. Cái gì đây? Ui, trong chống tre của Doraemon. Lại là nãy giờ gặp ở trong chống tre này nhiều quá vậy. Ủa gì đây? Ủa từ từ giờ chơi lùng thùng rác luôn hả? Cái gì cầm vậy? Cái búa. Cầm cái búa đem đi đâu đây? Ủa gì vậy? Đây. Ủa tôi có thấy gì đâu. Ui có cái búa làm gì vậy? À cầm cái búa qua đây đập cái bồn cầu Sam ơi. Trời cái toilet đi ông nghe bồn cầu nghe thú rình vậy. Cái toilet đập sang như nào. Toilet phá vỡ toilet. Thôi tự coi. Ờ sao mình phá toilet xong mình nhảy xuống toilet luôn kìa trời. Trời ơi trời ơi cái gì vậy kia vậy. Trời ơi tự nhiên ngang thơm rồi tao đi thú rồng. Phong ơi. Phong ơi đâu Phong. Bây giờ là mình phải đi rồi. Bây giờ mình phải đi từng vòng tròn để mình bấm vô cái nút bên kia kìa. Trời ơi tôi nói rồi cái chỗ này nó không bình thường. Nó bình dương Phong ơi. Ông tôi thấy dễ mà cái gì đâu khó. Mấy cái trò trẻ con. Trời ơi trẻ con gì tôi thấy hồi chưa ra cái nhà này luôn. Hết trẻ con rồi bạn ơi. Đây, đừng rớt màn nào nha. Rớt màn nào là quê xệ luôn á. Đó, tôi không thể nào tôi chấp nhận được việc thầy hiệu trưởng gọi là giả danh này không. Giả danh dám bắt tụi mình vô đây chứ. Là đáng sợ thiệt chứ, tôi thấy là lạ rồi. Rồi, đây tôi đi luôn. Ui, tính ra tụi mình đi vào rồi không bị rớt gì luôn. Thì cái này nó xoay chậm mà, chứ nó xoay nhanh là coi như tôi toan luôn á. Xoay nhanh, nó xoay nhanh là giống gì không? Nó xoay nước ép phải không? Trời ơi trời. One minute later. Rồi cái nút cuối cùng nha, nhấn là xong luôn nha các bạn. Đây nút cuối cùng, nhấn. Rồi ra. Oh my god bạn ơi, sau khi nhấn được 4 cái nút thì nó sẽ hiện ra một cái hầm bí mật ở đầu kia. À mà anh hầm bí mật không vậy? Trời ơi tôi nghĩ đến bây giờ tụi mình không phải thoát khỏi trường học phải không? Mình thoát khỏi hầm bí mật các bạn ơi, hồi trường là chỉ cần gặp hầm bí mật với hầm bí mật thôi. Ui những cái hố sâu vậy. Nhảy xuống coi. Sợ quá. Trời ơi Sammy sợ gọi là thật quá đi. Trời ơi, sợ quá à. Thì phải la cho người ta biết mình sợ vậy đúng không? Trời ơi kế thôi. Đây lại là cái này là gì ta? Cái này là axit tiếp, axit ăn mòn tiếp. Trời ơi cái gì đâu mà. Tôi nói thật luôn á, chưa bây giờ tôi gặp cái trường nào mà nó kinh dị như cái trường này. Cái trường gì đâu mà bắt người ta hết học thể dục rồi bây giờ bắt người ta học nhảy bắt cua nữa bạn ơi. Đó, tìm đường có chất thải độc hại nè. Đó. Đây rồi sắp. Ủa, cái này qua sao?
Nhảy qua đây. Rồi, nhảy qua đây nè. À, đó. Ok. Rồi, rồi, ok. Tôi làm gì á cái con dây? Đây. Ôi trời ơi, nó mệt quá Phong ơi, tôi muốn về nhà tôi ngủ, tôi ăn bánh, tôi ăn cơm quá. Sao Sam, để tôi hát cho Sam nghe, Sam cho Sam đỡ mệt nha. Lần đầu tiên trái thanh long có trong mì tôm. Ôi, con hát xong đây, giờ con kích cho nó đứng lại, con kích xong, stop, đây rồi, cho dừng lại. Giờ mình mở mật khẩu ra, rồi, mở cửa, quá đơn giản quá Sam. Rồi cho mày đặt cái gì đây? Ủa tính ra cái game này dễ quá, tôi thấy vượt qua dễ em luôn á. Ừ trời ơi, cái chỗ này dễ, không có gì khó hết trơn á. Đó, để xem coi. Ui, ui, cái gì vậy? Một tia ánh sáng. Thầy yêu chữa Phong ơi. Trời ơi, cái gì đây? Cái gì đây thầy, thầy đang nói gì đây? It's you and, kiểu bây giờ ngươi dám tới đây sao rồi? Bây giờ đây là ngày tàn của ngươi rồi Phong ơi. Trời ơi, không được rồi Phong ơi. Bây giờ mình sẽ tiêu diệt ông thầy đây. Ông thầy. Trời ơi, tôi tưởng là thầy ăn trái ác quỷ, thầy thầy bự vậy chứ ai vậy đâu, thầy là robot à. Thầy đây là thầy, còn là thầy độc ác rồi ơi, thầy đang muốn tiêu diệt tụi mình. Rồi xong, bây giờ thầy đã nói vậy rồi, tụi em sẽ tiêu diệt thầy. Thầy dám tiêu diệt tụi em sao? Ôi, ba mẹ tụi em cưng, tụi em gần chết mà thầy dám làm vậy sao? Thầy đúng rồi, thầy độc ác. Coi chừng đó, trời ơi, thầy có ngư lôi rồi, thầy bắn rồi, để chạy không kịp bây giờ. À, thầy bắn rồi, bây giờ tôi có súng tôi bắn lại đây. Đó, ui ôi, thầy bắn kìa, trời ơi, quá trời đất luôn bạn ơi. Có ai mà thầy hiệu trưởng mà, ui bạn ơi, mình phát hiện ra là cái súng mình bắn ra cuộn sách ra vậy nè. Rồi, bắn ra sách vở nè, đó, bắn ra cuộn sách, đó, ok. Thầy sợ chưa, ui, thầy sắp hết máu rồi bạn ơi, thầy sắp hết máu rồi. Ui, trời ơi, không bắn được. Ui, đây nè, đây, yeah. Mình và Phong cần đã tiêu diệt được thầy ơi. Thầy hiệu trưởng xấu xa. À, tôi thấy bạn muốn chơi nó một cách khó khăn sao? Sau đó bạn có cái gì trời? Ôi, take it. Nó cái gì vậy? Ủa giờ lại hình như là thầy. Ôi! Nâng cấp rồi, thầy nâng cấp rồi. Thầy nâng cấp rồi. Trời ơi, thầy mà có thầy nâng cấp nữa hả? Trời ơi trời, thầy nắng cháy ác quỷ không Sam ơi. Sam ơi, không chỉ nè, có ấy nè, Sam vừa chạy vòng tròn vừa bắn á là dễ nhất. Đây đây, tôi cố. Thầy đừng nghĩ thầy nâng cấp là thầy hơn tụi em. Tụi em không có sợ đâu. Thầy dám bắt nạt em là thầy sai rồi. Em nói cho thầy biết nha, cái súng của bọn em á là súng gọi là bắn ra đạn pháo hơi bị mạnh á. Cái súng của thầy là súng phi vai, bắn không lại bọn em đâu. Trời ơi, ha, thấy chưa, mình đã bắn được ông thầy đó bạn ơi. Thấy chưa, thầy sẽ bằng mình. Điều này thật là lố bịch. Tôi sẽ kết thúc điều này ngay bây giờ. Ui trời ơi, ông thầy định làm gì vậy? Ui, trời ơi, ông không mạnh hơn nữa bạn ơi. Trời ơi, ông thầy này thật là... Ôi trời ơi, càng ngày ông càng mạnh là sao vậy? Ôi ông bắn còn ghê hơn đó bạn ơi. Ui trời ơi. Ui, ông thầy này. Đây đây, bắn giật. Đây ông cho bắn mình. Đó mình đứng em bắn. Đó. Ui ghê quá ơi. À, thầy ơi. Trời ơi, ông thầy no, này. Mất một mạng là xong luôn đó. Ôi, tôi chưa mất mạng nào hết trơn. Cố lên Sam ơi. Cố lên. Tôi phải tiêu diệt được ông thầy xấu xa này. Ui trời ơi. Trời đất rung chuyển luôn. Ông bắn mà quá trời bắn luôn bạn. Đó. Mình nó được một cái chìa khóa. Đây nhầm nhặt chìa khóa nè. Đó. Ôi có chìa khóa đấy Phong ơi. Kiểu đây là một cái chìa khóa. Có chìa khóa nè, giờ làm gì? À đây rồi Sam ơi. Đi rồi. Trời thoát đây rồi. Thoát đi Sam ơi. Trời ơi, ok bạn ơi, thì tụi mình đã chính thức thoát khỏi thầy hiệu trưởng độc ác. Ê lúc trước là mình thầy hiệu trưởng Luffy. Trời ơi, lúc trước là mình á, tụi mình đã đi chẹo và tụi mình bị phạt bởi thầy giả. Còn bây giờ là mình được thầy hiệu trưởng gọi là độc ác nha các bạn. Trời quá trời đất luôn các bạn ơi. Ok bạn ơi, thì các bạn thấy gọi là cái hành trình vượt gian nan của mình có như thế nào. Đừng quên các bạn biết sao biết cho tôi thấy khổ quá trời đất luôn. Lần sau mình sẽ cố gắng đi học sớm, không có đi học muộn nữa. Còn Phong không? Lần sau sao? Đừng có hỏi thầy là ông... Lần sau tôi sẽ không hỏi thầy là... trong trái gì ta, trong mì tôm có trái thanh long nữa, mà tôi sẽ hát đây lần đầu tiên trái ổi có trong mì tôm. Trời ơi ông tin ông hỏi vậy à, lần đầu tiên trái sầu riêng có trong mì tôm. Trời ơi ông mà còn hát lần đầu tiên nữa là thầy cho ông xuống lớp luôn á. Đừng có hỏi nó nha, bớt hỏi lại nha, cái lần hoài luôn á, khổ ghê luôn à. Ok tụi mình ơi, ở clip sau hẹn gặp lại, bye bye bạn ơi. Tụi mình thoát ở chỗ này, tôi buồn ngủ quá rồi, nhớ mẹ quá rồi. Về thôi, bấm nút thôi.